Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa tỉnh Long An nha. Thì cái vị trí em đang đứng ở đây thì em có nhận quay bán thửa đất có diện tích là khoảng 45 công, tức là được 4 mẫu rưỡi nha cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây là nằm trong cái diện đất mà đi bao 3 vụ làm lúa trong năm nha. Khu này ở đây mình trồng vườn cây ăn trái rất là nhiều luôn. Thì cái thửa đất mình kế bên là có thêm cái vườn mít đó cô chú anh chị, phía sau cũng có vườn mít luôn. Thì khu này ở đây người dân mình đang trồng sen canh, mít với sầu riêng. Và hiện tại cái mặt tiền của mình tiếp giáp với đường đất nha. Đường đất này ngang, bị ngang rất là lớn luôn. Thì xe tải 5 tấn là đi vi vu nữa cô chú anh chị. Thì mặt tiền của nó là được khoảng 100m nha. Thì qua đến cái bờ bên kia. Còn phía trước đất mình là nó có tiếp giáp thêm một con kênh. Kênh nó ngang khoảng là 20m nha cô chú anh chị. Đây, đó là con kênh. Thì chủ bên em có đặt cái ống bọng ngang con đường này luôn để mình bơm nước trực tiếp từ ở dưới kênh lên, mình làm mùa đó cô chú anh chị. Thì cái thửa đất mình ở đây là không bị phèn, không bị ngập lụt luôn. Đất ở đây thì cũng rất đẹp nha. Khu này ở đây thích hợp với mình trồng vườn cây ăn trái lắm đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình muốn lên vườn thì mình cứ về đây mình xem, mình tham khảo. Ở đây mình trồng vườn thì mình vận chuyển ra đi ô tô tải, mình đi con đường này rất là thoải mái. Từ đây mình ra đến ra đến lầu nhựa thì mất khoảng 300m thôi. Cô chú anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh mình về đến đây thì cũng rất là gần, khoảng 60km thôi cô chú anh chị. Cách Đức Hòa, Đức Huệ qua là khoảng 30km thôi, chưa đến 30km nha. Còn thành phố Tân An và cô chú anh chị mình từ bên Tiền Giang mình lên đến đây thì tầm khoảng là 50km nha. Đây thì con kênh nước ngọt quanh năm luôn cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây là nó có hai khu nha cô chú anh chị. Cái khu này ở đây mặt tiền 100m vô khoảng hơn 200. Thì cái diện tích này ở đây là khoảng 26 công. Và phía sau từ đất mình thì ngay chỗ cái bờ cây đó cô chú anh chị, ở ngay đó là còn thêm một khu khoảng gần 2 mẫu nữa nha. Thì tới ngay chỗ đó thì nó sẽ tới gần bờ của mình, từ ngay chỗ hướng tây anh chị qua đến mình ngay bờ mít bên đây là khoảng 40m nha. Và nó đi sâu vô, sâu vô thì tầm khoảng là hơn 200m nữa nha cô chú anh chị. Thì sau khi mà em kết thúc cái đoạn video, em sẽ để cái vệ tinh và em bay một đoạn bằng cam lên cho cô chú anh chị mình xem, mình tham khảo nha. Thì đất mình ở đây thì sổ sách thì hẳn hồi, chủ bên em bán với hình thức đó là mình đo đạc thực tế nha. Nhà nước đo bao nhiêu công thì mình tính tiền bấy nhiêu. Thì trên cái bản đồ quy hoạch của nhà nước mình, khu này ở đây là được quy hoạch là nông nghiệp khác nha, nông nghiệp đa dụng đó cô chú anh chị. Mình trồng vườn cây ăn trái hay là mình trồng cây lâu năm gì cũng được hết nha. Khu này ở đây là cho mình chuyển mục đích đó cô chú anh chị. Thì giá hiện tại chủ bên em đang cần bán là chỉ có 105 triệu một công. Cái giá tiền này cô chú anh chị mình gặp trực tiếp ngay chính chủ, mình trao đổi, mình thương lượng giá cả với họ nha. Mua bán thì em cho cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chủ để mình tiện trao đổi làm việc giá cả với họ. Thì mọi thông tin chi tiết cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.